Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện thử thách đào vàng trong tảng bê tông. Thì đây là một tảng bê tông rất là cứng. Tôi đã nhét cái vàng vào trong giữa tảng bê tông này rồi. Nhiệm vụ của người chơi đó là đào cái tảng bê tông này ra, lấy cái thỏi vàng bên trong. Tôi đã để thỏi vàng vào trong cái tảng bê tông này rồi. Người chơi nào lấy được thỏi vàng bên trong là người đó sẽ chiến thắng. Và đây là những cái mảnh vàng nhỏ người chơi sẽ phải thu thập lại để đổi dụng cụ phá tảng bê tông. Có một thử thách khó khăn cho người chơi, đó là trời đang mưa. Nhưng mà lại là một điều tốt, vì nước sẽ ngấm vào tảng bê tông, sẽ làm tảng bê tông nó mềm đi. Khi người chơi thu được một chén vàng như này thì sẽ được đổi những dụng cụ là rìu, búa con và đục và cái búa chim. Khi người chơi thu thập được một cốc vàng to như này thì sẽ đổi được búa tạ và một cái thuổng. Và người chơi thu được một cốc vàng khổng lồ như này thì sẽ được dùng máy khoan. Và hai người chơi của chúng ta đó là Sáng và Vinh. Hai người này như các bạn biết là từ trước đây trong tem là không đội trời chung rồi. Hai người tiếp tục thi đấu với nhau. Các bạn thử dự đoán xem ai sẽ là người lấy được thỏi vàng ra đầu tiên. Vinh ơi, bỏ cuộc đi em. Ngu. Đằng nào em sẽ thua. Bỏ nào. Chưa gì được gãy gì. Bên lại đầy vàng à. Thôi không nói nhiều nữa, hai thằng thi đấu đi. Ai lấy được thỏi vàng ra lúc ấy mới biết được, lúc ấy mới gãy được. Dụng cụ đầu tiên đó là gạch. Hai người chơi sẽ phải sử dụng gạch để đào vàng. Rồi, đào đi em. Bắt đầu luôn à? Bắt đầu. Còn đây, vì là tảng bê tông này nó đang bị gặp trời mưa nên nó rất là mềm, nên người chơi cậy vàng ra rất là dễ. Ô, được cục vàng đầu tiên. Nhanh không? Ok, được cục vàng đầu tiên. Tiếp đi, đào nhanh lên. Đào đi, đến tôi nhá. Vinh, ui, vàng Vinh cục này tao đùng này, ui, từ cục tao đùng mà lấy dễ đấy em, đã được hai cục rồi. Hai cục rồi, ba cục rồi, có thể đấy. Đào đi. Đấy, ba cục rồi, các bạn đây. Đấy, bé là cũng đổ được đúng không? Đấy. Miễn là vàng này em, vàng bé, vàng to đổ được hết. Đào mạnh vào, em phải phá tảng bê tông lên chứ. Sợ đấy. Em đập mạnh vào. Hả? Đập mạnh này, sợ nó mất lát này. Đập viên khác. Đấy, ra đây, ra thôn gì. Đấy. Rồi. Ui, Vinh nhìn này toàn trận cục vàng to để đập đây các bạn ạ. Hồi, được cục to nữa gì. Rồi, đây trận. Ui, Vinh nhìn này một đống cái này. Rồi. Cố lên Vinh ơi. Rồi. Các bạn là chúng tôi làm clip gặp ngay trời mưa lên cái bê tông này, cái mặt bề mặt nó bị mềm. Nhưng mà tị nó xuống nước bên dưới thì nó sẽ rất là cứng nha các bạn ạ. Nó chỉ mềm được khúc này thôi. Tị xuống dưới thì cực kỳ cứng. Cứ nát hết rồi gì. Ui, để gõ nát hết rồi gì. Đào đi. Sáng chắc được chưa? Sáng là nhớ chưa? Ui, sáng từ nãy mới được hai cục với tí mà Sáng ơi. Sáng ơi, sao em từ nãy được mới được hai cục thôi á? Cố lên. Bề vàng mặt hơi cứng anh ạ. Bề mặt nhiều vàng thế này mà không đào được. Ai đào được một chén vàng thì đến đây đổi dụng cụ nhá. Đây, một chén vàng con sẽ được đổi rìu, búa con. Đấy, nói chung là bốn cái dụng cụ. Cái áo đọc hết cửa đi. Đây. Vinh bây giờ mới cởi áo ra, nhanh nhìn thua nó rồi, cất cho. Đấy, cỡ đi. Vinh em phải đập chỗ khác. Rồi đấy. Rồi ok, được viên vàng nữa. Ui, Vinh cũng khá nhiều, khả năng được một chén đấy. Cho lại được một chén chắc rồi. Chén chưa? Được một chén rồi, nó đổi dụng cụ không? Đổi đi, thử cho đổi cho mà. Ui, tôi nhiều lắm con ơi. Đây của tôi nhá. Tôi đổi vàng đấy, dụng cụ nhá. Ok, để vào chén này xem đổi chưa. Đây là chén uống rượu nhá. Ui, nhiều hơn em, vớt ra nhá. Ui. Đây chưa đủ luôn. Chưa đủ em ơi. Thế này có chưa đủ. Chưa đây đủ. Rồi này. Cái chén mà nó vẫn vơi này em ơi. Hả? Hello, em biết tiếp tiếp. Thôi được rồi, châm trước. Cái này được rồi. Rồi các bạn ơi, đây, một chén vàng của Vinh tuy không đầy nhưng mà châm trước rồi. Vinh lấy dụng cụ gì trong bốn dụng cụ này? Em lấy cái búa này. Búa này đi. Búa. Cái búa này là búa rìu này, okay. Của Vinh của em đây. Ok, vậy Vinh đã đổi xong nhá. Chủ quán cho đổi dụng cụ. Ok, để vàng đây xem đủ một chén chưa. Ui. Chưa. Chưa thừa. Thôi, để rớt hết vàng rồi. Trời ơi. Ui, tưởng là của Sáng nhiều nhưng mà dồn hết vẫn chưa đầy chén này. Thôi, rồi được rồi. Rồi, vứt hết ở đây em ơi. Đây, rồi, ok. Vẫn thừa một tí. Vẫn thừa một cục vàng. Vẫn thừa một cục vàng để lại. Ok, em chọn dụng cụ gì? Đây, cho em cái búa. Đây, búa của em đây. Ok anh. Thôi, đi đào vàng rồi. Các bạn ơi, tôi đổi cái này hơn để áo Sáng đợi hơn. Cầm búa tái sẽ hơn rồi. Sao làm nó rõ này. Vinh chọn cái rìu chặt gỗ này thì sao mà đào bê tông được em. Thằng này thông minh thật. Rồi Vinh thông minh thật. Phong thấy Vinh thông minh không? Đẳng cấp. Đẳng cấp ấy. Chọn cái rìu đi. Chọn cái rìu chặt gỗ đi, đào bê tông được. Ui, chặt bê tông rồi. Ở đây. Ui, tưởng cái rìu chặt gỗ của Vinh không đập được bê tông, thế mà vẫn đập được các bạn ạ. Xoay ngược lại nó đập. Cố lên Vinh ơi.
cố lên. Long ngồi sao ấy? Long được hàn rồi. Cố lên Vinh ơi, cố lên. Ấy, dao mặt cái đung lên đi. Đấy. Của sáng dùng cái búa này có vẻ cậy vàng, có vẻ nhanh. Đấy, được cục lửa ở sáng đâu, còn được mấy cục rồi. Cục vàng rồi. Ê, cục này là ra. Rồi mới được một cục. Sáng nó có kính rồi. Sáng đã đeo kính để bảo hộ mắt. Tôi thì đi đâu rồi. Sáng ơi, em nếu mà em có sức khỏe em đập luôn cái tảng bê tông này ra để lấy cái thỏi vàng bên trong, hiểu không? Chứ em không phải nhất thiết phải đi đào những viên vàng con. Ừ nhỉ, sức khỏe tôi có thừa mà, lại còn có cái búa to đập này. Đi, đập cho vỡ cái tảng ra lấy cái bên trong luôn. Các bạn ơi, bê tông ngấm nước mưa, thấy mấy thanh niên này đập nhanh lắm các bạn ạ. Đập này, bung hết ra luôn này. Ui, không có vàng đâu em ơi. Các bạn ơi, tôi đổ cái này hơi tồi tệ các bạn ạ. Cái này gõ mãi nó không ra. Không nọ đi cỏ sáng. Em gõ tay không có lực chỉ thế. Anh gõ em. Này, thế này không có lực thế nào bắn lên. Nó cứ lở lên tưng ý. Vinh nó kinh nghiệm nó kém nên nó cứ đổi tại dụng cụ. Mà nhìn lên anh đập cho. Mà nhìn đập phát một này. Mà nhìn này, đập phải có lực một tí. Thấy chưa? Thôi rồi. Đập những cái mảnh ra nè. Đập lực vào. Đây có cái cục con này sao này? Cục này tôi đùng chứ không phải cục con. Vinh moi được cục vàng ở bên trong đấy. Trời ơi. Người chơi sẽ phải tích những cái cục vàng con này để đi đổi dụng cụ nha các bạn nhá. Đấy, rồi, không được để lạc mất vàng con nhá. Kéo chưa mất hết của em rồi này. Chỉ có. Tôi đúng thế này. Đâu? Phải? Không có. Rồi. Ui, sáng đập bể một góc này Vinh ơi. Hả? Sáng đập bể một góc này. Cái để... Vinh kêu là anh đập hộ chứ này. Bể một góc rồi nhưng mà vẫn chưa tìm thấy cục vàng nào. Cục vàng to ở bên trong mà em. Cố gắng phải tìm vàng nhỏ để đổi lấy cái dụng cụ khổng lồ hơn mới đập được cục vàng to chứ anh. Cố gắng lên. Sáng đây đang đập hết các cạnh nha. Đấy, sáng đập rất là nhanh nha các bạn nhá. Đấy, những cục vàng con đấy. Đấy, anh nhìn đầy đấy. Đấy. Rồi, rơi mất rồi. Rơi mất không nhìn thấy cục vàng con đâu rồi. Cục cái bé mà chắc không bỏ đi nè em ạ. Cục vàng cái bé mà. Rơi mất rồi mà. Thích kiểu thành đại anh ạ. Tôi cố gắng lên nhiều vàng để đổi cái dụng cụ to hơn đi. Không, cái này đập hơi lâu. Cố lên. Cố gắng lên các bạn nhá. Cố lên. Các bạn dự đoán xem Vinh hay Sáng là người chiến thắng. Dạ, tôi đúng rồi. Ui, lại cục vàng cho đùng à? Chưa, đây. Vinh thì đỏ hết nhỉ. Đấy, ôi, ra đùng rồi. Vinh chắc được đổ xem dụng cụ rồi. Vinh thì này cũng đeo quả kính bảo hộ rồi các bạn ơi. Cái này nhìn thấy gì các bạn ơi? Quả kính bơi thì khổng lồ luôn. Đúng không, luôn các bạn ạ. Vàng của Sáng toàn vàng con thôi. À, cục lên rồi. Ui, cục vàng cho đùng rồi. Vinh toàn vàng cho đùng thôi. Vinh cục vàng đã đùng rồi. Đùng rồi đây. Vinh chắc được đổi thêm dụng cụ rồi các bạn ạ. Sáng đập mẻ hết các góc của tảng bê tông ra rồi. Nhưng mà chưa thấy cục vàng thêm, cục vàng nào. Vàng bên chỗ tôi có vẻ hơi khan hiếm các bạn ạ. Căn bản là tôi giải vàng không đều. Cái tảng bê tông của Vinh này cảm giác có nhiều vàng hơn nhá các bạn nhá. Tôi đào tí gì hào cục tôi đùng rồi các bạn này, đầy tiết này. Vinh thì toàn cục to, Sáng toàn cục tin. Đây. Đúng không ấy? Sáng ơi, anh nghĩ mày cậy những cục con này để lấy dụng cụ thêm đi. Cái thêm cái gì chẳng hạn ấy, đục. Cậy lên lấy đục Sáng ơi. Đúng rồi. Đấy, đục lấy cái đục nữa. Không bằng Vinh thì lấy mất đấy. Đục góc này ra này. To ấy, cái viên này to ấy. Cái của em cục viên to, cái phòng cục to ấy bắn nổ ấy. Mày đập Vinh thôi cả mày. Rồi. Đê, ba cục đập cũng một vàng gì nữa. Bắn đầu ấy. Sáng ơi, anh em phải lan thách tìm vàng của nhau nhá. Thoải mái. Đâu Vinh đào cho làm đấy, anh chỉ thôi đúng cục đúng đây. Thế phải không phải? Phải điên rồi. Phải. Không. Phải. Đây không phải cái sắt đi. Rồi hết rồi, không có đâu. Ôi trời ơi. Có tìm thấy đâu. Rồi hết rồi, không có đâu. Có tìm thấy đâu. Tôi đi mót vàng được một cục vàng các bạn ạ. Vinh ơi ra. Không lấy. Con to lắm. Không được lấy cái này đó. Cả trên này là không được lấy rồi. Chơi đẻo thế, cũng tôi đồng. Thế này. Thế này giữ tìm thấy chứ. Vàng bên chỗ Vinh nhiều khả năng sang Vinh mót lại đầy. Sáng Trần Xu dùng chiến thuật ra tìm vàng.
đây cục lửa sao vậy? Đấy đúng còn gì nữa. Ui cục mặt nó đùng mà. Sang mót vàng các bạn ơi. À. Tôi đi mót vàng. À. Sáng đổ chiến thuật bây giờ sang mót vàng của bên Vinh. Ui đây cục vàng đấy. Vinh như này. Vinh ơi em đập ra rơi vàng ra nhiều đấy lắm. Sáng nó mót hết. Thật như Vinh. Vừa cục nó đùng nhỉ. Rồi. Đổ lên. Bác. Đó, cục, ui lại được cục lửa lại. Rồi, mót vàng của Vinh đủ ăn gì nữa. Ui, cảm ơn to à. Ui, ui, mót được cục vàng tao đụng luôn. Ui, được rồi, con. Đi về, đi về, đi về, đi về. Đi về, đi về, đi về. Con ơi, sáng đi mót vàng của Vinh được một đống luôn này, ui ôi. Vinh ơi, cảm ơn em nhá. Vàng này nó bị dính bê tông nên nên nhìn nó hơi xấu. Không, nhưng mà đây là vàng nha các bạn nhé. Đấy. Vàng này là vàng chưa được qua xử lý. Đúng rồi, vàng này vàng gọi là vàng thô, vàng thô, vàng nguyên. Vàng nguyên chất. Ô sáng này mà không cậy những cái cục nguyên chất này đổi dụng cụ đi. Từ từ đây. Cũng thấy vàng luôn. Tôi thấy có một cục vàng rất là to các bạn đây. Ui ôi. Vinh đi ra, cái này là ta chưa đào, em không được mót em ơi, em mót ở dưới này này. Không có cho em mót đâu. Sáng nó nhanh mắt lắm các bạn. Nó thấy chỗ nào thò cục vàng nó đập đấy rơi ra rồi. Đấy, ui cục vàng nó đùng luôn. Đổi dụng cụ được rồi đấy sáng ạ. Rồi ui cục vàng ta đùng luôn. Đổi chưa được, chưa được. Ít lắm, vẫn ít lắm. Vinh từ nãy này, vàng mỗi mỗi tíu này. Vinh này, em đào cái gì đấy? Ui, cục vàng nó đùng này. Vinh ui, đâu anh nhỉ? Ui, Vinh được cục vàng nó đùng luôn. Ui, một thỏi vàng luôn. Thỏi nha con ạ, thỏi. Vàng này vàng đẹp luôn. Thỏi đẹp luôn. Ở gì ạ? Ở các cạnh này, của Vinh nhiều vàng lắm. Vinh mà biết đào các cạnh này. Vậy là 30 phút đã trôi qua. Có ai đổi dụng cụ chưa? Sáng ngày nay anh em thấy là đủ một chén chắc rồi. Thôi em không đổi nữa đâu, em tích cốc vàng to để em đổi cái búa tạ đập cho nhanh anh ạ. Chiến thuật của sáng là tích vàng để đổi cái búa tạ các bạn ạ. Cái kèo này tôi thấy rất là cân sức vì là hai bên sẽ phải đào những cục vàng con để đi đổi những dụng cụ to. Nói chung là cái trò này tôi thấy cũng khá là hay. Đủ vàng rồi á, tôi đi đổi luôn đi các bạn ạ. Vậy là Vinh nhà này đi đổi dụng cụ em ơi, vàng nó cho chén này. Đây. Ồ, em đây có cục vàng này lại. Cục vàng to đẹp nhất à? Ui đây làm gì? Đây đâu mà đây em ơi, vừa sáng không biết bao nhiêu vàng đủ, cái này chưa đủ. Em phải vứt cả cái kia vào nữa. Đây phải ăn ở đây. Đấy. Ui giời trời. Anh nhét xuống không vào đầy. Thế thôi anh chứ. Đấy rồi. Mày vừa rằng sáng nó mất bao nhiêu vàng để được đổi lấy cái búa của nó luôn ấy. Đoán này làm gì đấy, đừng nhét cho đảo nhá. Đoán thôi kìa. Rồi. Đây ok. Thế được rồi. Châm trước nhá, bên dưới này mà nhìn bên dưới cốc không có cái gì luôn này. Rồi châm trước cho Vinh nhá. Rồi lấy cái gì? Lấy cái này đi. Lấy cái đục à? Đục. Đục của em đây. Rồi. Cố gắng nhá, cố gắng. Ôi vẫn được cái cục vàng mang vào chưa? Cái tảng bê tông của tôi ít vàng quá các bạn ơi. Đập mãi mà không thêm được tí vàng nào cả. Sang mod của tôi đầy cái gì nữa. Sáng ngoại sang mod của Vinh phải được lửa chén. Ừ. Vinh thi đấu cảm giác siêu sức sống lắm các bạn ạ. Nhìn thằng Vinh thi đấu tôi chỉ muốn vào tôi thay nó cho thi đấu thôi. Tôi cảm thấy hai bên bắt đầu gặp khó khăn vì không tìm thấy vàng nữa. Ấy, ui cục vàng nó đùng này. Cục vàng ta đùng mà. Đập cái gì ra? Đập gì kìa? Anh đang làm em. Kìa mày sao lấy được nhanh tay rồi sáng sáng nó lấy. Đây đây. Rồi. Nghi cho mày cục vàng Vinh sướng rồi. Cục vàng không nghe đâu. Ngoài em ơi. Ui. Tiếng đấy ra. Vinh để sang mod nhưng mà không thành. Tôi sang mod không thành các bạn ạ. Vinh để bắt đầu sang mod của sáng các bạn ạ. Để cho nó. Bên này ít lắm em ơi. Vinh ơi về tự vận động cái sinh đi. Mày không mod được đâu. Vinh thì đi mót, chiến thuật đi mót chứ. Thôi không cần nữa, tôi về bên tôi nhiều vàng hơn. Cái này đầy vàng mà không biết tận dụng lại thế thằng này. À, cho sáng mượn cái cốc này, sáng nhiều vàng quá. Cảm ơn chủ quán nhá. Vậy là sắp đủ cái búa tạ rồi các bạn ơi. Sáng nó dùng búa con nó đập mạnh quá trời, nó bể bao tảng luôn. Các bạn ơi, đấy cục vàng của tôi à. Điên rồi Huy anh hả? Lại được một cục vàng khổng lồ nữa các bạn ơi. Sáng đây đổi búa tạ nha các bạn nhá. Liệu sáng có đủ không? Các bạn dự đoán xem đủ không? Chủ quán tính tiền. Thôi vừa thôi. Bây giờ sáng đủ một cốc vàng to, bây giờ sáng sẽ chọn cái đồ vật nhá. Sáng chọn búa tạ hay là chọn cái thuỏng? Anh ơi, chỉ những người cầu tài như Vinh mới chọn cái thuỏng thôi. Cho em búa tạ đây. Dê.
Tôi có búa tạ để đào vàng rồi, đi tiếp tục đào vàng đây. Cái búa tạ này chắc là sẽ thay đổi cục diện trò chơi. Vinh ơi, Vinh nhìn búa tạ của ấy này. Vinh đã hack búa của Sáng ăn gì? Hack cái gì cái? Trả búa đi em ơi. Rồi, Sáng có búa tạ không biết đập sẽ như nào. Rồi, chết rồi. Ôi, có cái búa tạ đập khác thật. Các bạn ơi, cảm giác sắp bể đến nơi rồi. Có cái búa tạ lại thế hẳn. Mình được nhiều vàng chưa? Đổi búa tạ chưa? Đây rồi, đây đấy. Ok. Tí anh mà kiểm tra toàn bê tông là loại nhá. Vinh Nhật Nẻ nghi là lừa anh dưỡng cho toàn bê tông vào á. Đến giờ phút này Vinh Nhật Nẻ vẫn dùng cái đục mấy cái búa này thì đến bây giờ mới thắng được Sáng. Cố lên. Ờ được, cục vàng ta đục à? Đấy. Ui cục vàng cũng vừa cũng được. Có. Vinh sao Sáng móc cục này không có gì không? Ấy ui, cục vàng khổng lồ này, tí mà may anh đập cho nhá. Lấy cầm đi em. Ui, vui ra sang mốt rồi. Đấy, được không đưa cho em rồi. Vừa lấy trộm được rồi, trộm với em. Quý nhỉ. Sáng thì du, tí thì mất cục vàng nè. Tôi thử đập thử cục bê tông ra, thì thấy cục vàng tao đùng luôn, sợ. Sáng, tí mất cục vàng. Chủ quán ơi, đổi đi, chủ quán ơi. Vinh đổi búa tạ nhá, em ơi. Làm gì còn đâu mà chắc. Thôi, các bạn tôi không đủ rồi. Thôi đủ rồi, thế này coi như đủ rồi, thôi không sao. Ôi, mày lấy cái gì? Vinh Nhật Nẻ nó mỗi tí này. Búa tạ đâu? Búa tạ. Ôi em ơi, của ít đồ hít đồ thơm mấy em. Thôi thì thôi em đổ nhá, đổ cái gì để đổ búa lạnh được các đây. Vì Vinh Nhật Nẻ chưa đủ đầy cốc lên tặng Vinh cái búa tạ mini nhá. Cũng là búa tạ nhưng mà nó cái cán nó ngắn. Thế này làm gì? Thế mới mạnh em ơi. Bên này Sáng dùng búa tạ khổng lồ các bạn ạ. Bên này Vinh dùng búa tạ mini. Các bạn dự đoán xem ai sẽ người chiến thắng. Ui ui. Sáng đập toàn mảng một hết các bạn ạ. Búa tạ nó to đập cả mảng một. Em cầm về luôn em ạ. Nhưng chẳng này chẳng cầm về mót luôn Vinh ạ. Mót này, mót này, mót này, mót này, mót. Mong là có cục vàng to này. Sáng có búa tạ khổng lồ nó làm mưa làm gió các bạn ạ. Đây này Vinh thua 100% rồi. Toàn to không thấy vàng đâu à? Vinh này kém quá thì tôi đập hộ Vinh phát. Mà nhìn anh đập một tảng một này. Vinh này, Vinh có nguyện cầu gì không? Em nguyện cầu gì giờ cũng ao ước cũng mua tạ to thì Sáng cầm rồi. Thì bây giờ nhá. Ừ. Bây giờ em có tí vàng nào chưa? Để đổi không? Có một tí kia thôi. Đâu? Đấy. Cục đây thôi. Có mỗi một cục bé tí như này á. Thế thôi. Bây giờ anh có một gợi ý nhá, đó là em đang có một cục vàng như này phải không? Ừ, ok. Thế em lấy một cục vàng này để em mua Phong về làm cho em. Rồi ok. Được chưa? Ok. Phong là nhân viên của quán anh. Rồi ok. Thì anh thấy em chơi rất là yếu thì em có đồng ý đổ cục vàng này lấy Phong không? Có ạ. Rồi bây giờ Phong này sẽ làm việc cho Vinh. Rồi. Okay. Vàng này sẽ là của anh nhá. Rồi. Bây giờ Phong với Vinh sẽ vào đội. Mà Phong ơi, mày thấy cái giá của mày có quá rẻ không? Hơi rẻ đấy. Chỉ một cục vàng bé tí này mà mua được mày rồi. Anh thấy còn đúng đấy. Cục vàng này được bé tí vẫn bé. À, tí phải trả em hai cục. Tí nữa mà đạt được cục vàng to thì hai anh em chia đôi không? Đồng ý không? Được. Rồi đấy, đàm phán thành công rồi. Thế tôi thắng rồi. Thế tôi thắng các bạn ạ. Được. Mê tôi thắng. Nếu mà không thắng thì không chia đôi à? Không thắng thì chia một phần tư thôi. Phần bé thôi. Rồi đúng đi, hai rồi. Sáng cố lên, bây giờ bên kia có hai người đấy. Hai người vẫn làm sao mà khỏe bằng cái này của tôi. Cái búa tạ của Sáng to này các bạn, to bằng mặt tôi này. Cái búa tạ to vạn dã man luôn. Có cái búa tạ này Sáng nó làm mưa làm gió các bạn. Sáng ơi, vung từ từ đó anh ấy chắp vào đầu mọi người nơi đấy Sáng ạ. Này Vinh Tiền Kẻ có một kiểu chơi rất là đẳng cấp, đó là chỉ đập một hai cái xong là đứng nhìn. Đấy Vinh Tiền Kẻ rất là chăm chỉ các bạn ạ. Sáng xui đập từ nãy không được mảng nào, yếu thế. Vừa đập vừa tìm vàng chứ anh. Cố lên, Phong ơi, cố gắng lên. Sáng đào được cục tôi đưa Vinh ơi thôi. Trên này không được lấy em ơi. Kéo được đấy. Trên này không được lấy, chỉ lấy trên này thôi. Kéo đi lên. Sáng chuẩn bị đập được một mảng tôi đùng luôn rồi. Nhưng mà sao ít vàng thế nhỉ, hay là lẫn. Sáng có thuê anh tìm vàng vụn không? Không, không thuê đâu. Tôi chấp cả Vinh cả Phong luôn. Vinh ơi, em làm gì đấy? Ôi sao ít vàng đấy? Kiểu gì có cục tuần rồi. Chắc chắn, ôi Vinh ơi đi ra đi. Đây, cục vàng đây rồi, thôi từ từ. Ở đây, có Vinh ơi chơi ăn gian vừa rồi. Vinh ơi chơi ăn gian vừa thôi, sang kia đập đi này. Cứ sang đây lấy vàng của Sáng chứ. Cố gắng lên, hai người mà thua Sáng thì anh bảo. Cái cục bê tông của bên Sáng hơi ít vàng các bạn ạ, vì
Lúc đầu chúng tôi đổ bê tông, chúng tôi cho ít vàng hơn cái cục bên của Vinh. Cục bên Vinh nhiều vàng lắm mà Vinh nó kém, nó không biết đào. Đổ cái đấy đi. Mày đổi không? Mày có đổi tảng bên này với tảng này không? Đưa đổ búa đây đi, không đổ. Bây giờ Vinh có đổ bê tông, bây giờ sáng sang một cái đào, Vinh sang này đào, Vinh có chơi ăn chơi không? Không. Bên em này điều to lắm, anh không anh bên em này to. Đấy, đấy tảng ra tảng cho đùng luôn đấy. Rồi. Thôi các bạn ơi, tôi mệt quá rồi. Này Vinh ơi, cho Vinh mượn búa tạm một tí này. Ố thì em xin rồi. Một lúc thôi nhá, cố gắng lên mà thắng ngay nhá. Sáng đập nhiều quá mệt rồi các bạn ạ. Vinh này đập yếu quá, cứ đập một hai cái lại ngồi đứng như này đùa chứ. Cái nó không ra. Thằng Vinh này đúng thua 100% thật các bạn ạ. Chủ quán ơi, tôi có một cốc như này có đổi được máy đục không? Máy đục được một cốc to này cơ. Đâu anh xem nào. Đây. Đây sáng thu thập được khá nhiều vàng đây, một cốc vàng như này đây. Rồi trầm trước cho sáng được. Đổi cho sáng một cái máy đục nhưng mà chỉ được 60 giây thôi. Rồi ok. Đồng ý luôn. Yeah. Đây máy đục của sáng đây. Ok anh ơi. Đấy đục đi. 60 giây nha anh tính giờ. Vinh ơi, có vàng để đổi chưa? Sáng nó đổi được máy đục rồi kìa. Chưa. Đâu vàng mày đâu? Em giờ cốc yếu được một tí à. Đùa chứ đập gì mà đập được mấy hạt thế này. Rồi ok rồi. Rồi tính giờ nhá. Đâu vào đục đi. Em ơi, không được mót em ơi. Vinh ơi, không được mót em ơi. Ta chưa có thời gian đúng rồi. Đúng Vinh ơi, ta... Vinh ơi, không... Hết giờ. Hết giờ em ơi, hết một phút rồi. Ui, một phút sử dụng máy đục của sáng thì được rất nhiều bê tông. Không biết chỗ bê tông này sẽ thu được bao nhiêu vàng, liệu sáng có thu được một cốc vàng để đổi máy đục tiếp không? Giữ trên. Cho hai thanh niên này vào một đội này các bạn này. Không biết bao giờ mới đập được cái tảng này ra. Sợ Phong, Phong sợ. Đấy, đấy, đây, đây. Được miếng vàng to phết này. Đúng đâu, đúng đâu. Đây. Đập ra cái này, đập. Wow, wow. Đại kia. Vinh, Vinh lại được Vinh thì Vinh này lại được vàng này các bạn ơi. Đây, đây, đây. Vậy là 2 tiếng đã trôi qua, chưa tìm ra người chiến thắng. Chủ quán, tôi có một cục vàng to này có đổi được mấy giây máy khoan không? Cho đổi một lúc đi. Chỗ vàng này được 30 giây. Rồi ok nhá. Tôi lại được xài máy khoan tiếp các bạn ơi. Vinh với Phong nhất quyết không đổi máy đục các bạn ạ. Tích vàng, tích một đống rồi nhưng mà không đổi. À, nhiều vàng phết rồi này. Cố lên, nhanh nhẹn lên. Được. Mạnh lên. Cố lên. Đứng lên dí mạnh nào. Đây chỗ này mảng đây này. Sâu vào. Hết rồi. Hết ra. Phong với Vinh vẫn dùng chiến thuật như này, một thằng giữ, một thằng đập. Toàn đập vào tay nhau rồi. Phong đập hết cỡ. Lại vào tay Vinh ơi. Thôi bỏ tay ra đi, sợ lắm Vinh ơi. Ui Vinh ơi, sợ cái đã sợ hẳn đi. Giữ chắc là không sao. Ôi thế từ nãy chưa ai được cục vàng nào rồi, không thấy ai đổi. Quán, chủ quán, cho tôi đổi máy đục. Cục vàng to này chắc phải được 2 phút đấy nhỉ. Kiếm đâu cục vàng to vậy? Đào được đấy. Rồi ok, 2 phút máy đục. Ok nhá, lại có máy đục đùng rồi. Lừa được ông chủ quán. Hết 2 phút.
Hết 2 phút. 2 phút nhanh nhá chủ quán ơi. Hết 2 phút rồi. Đào lâu mỏi tay quá, khả năng đổi máy đục thôi. Ok, thế là chúng tôi đổi máy đục nhá. Chủ quán ơi, đổi máy đục đi. Đâu xem nào. Đây, nhờ phết đấy. Thấy chưa, nhờ không đấy. Wow. Đây đá này, đây đá này. Đây là đá này. Đây bê tông này. Đấy, bê tông đâu? Đá vàng đây. Vàng có một xíu rồi, đây bê tông. Ô. Thôi được rồi, chỗ này... Chỗ này... Mấy phút? Chỗ này phải được 3 phút nhỉ. Chỗ này cho 2 phút nhá. Ui, 2 phút rồi nhá. 2 phút là nhiều rồi. Thế là... Ui, 2 phút có đổi không? Ok, 2 phút được, ok. 2 phút nhanh lắm. Phong này, đục nhanh lên. Ok rồi, nhé. Tính giờ nhá. Rồi. Đục nó đi, cứ đục đi. Hết 2 phút. Thế thu máy đục. Sau 3 tiếng thì vẫn chưa ai tìm thấy cục vàng to. Tảng bê tông của Vinh thì đã gọi xén mãn rồi. Tảng bê tông của Sáng thì gọi là lát bét rồi. Ui, của Sáng này khả năng là sắp tới thỏi vàng to ấy, cố gắng lên Sáng ơi. 3 tiếng đập dã rời tay rồi các bạn ạ. Bên này có 2 người nên vẫn khỏe lắm các bạn ạ. Chủ quán, chủ quán. Cho tôi thu đục nhá. Đấy, thu này nhiều không? Wow. Chỗ này phải được 5 phút chứ hả? Chỗ vàng này vẫn 2 phút. Nó nhiều này 2 phút rồi á? Thế có đổi không? Thì lại đổi vậy, có quá. Ờ đấy, cho 2 phút. Ok, 2 phút nữa. Đập mấy tiếng rồi, mỏi tay lắm các bạn ạ. Giờ tôi phải lấy mới đục các bạn. Đấy, quan đi. Tính giờ nhá, bắt đầu. Rồi. Vàng đi. Ôi. 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 Vàng này. Đây này. Đây. Quá trời vàng. Bây giờ đi. Hết giờ, đấy. Hết giờ. Rồi, rồi, loại được cục rồi. Loại được cục rồi, đợi mãi mình. Quá đổi vàng không? Quán ơi. Đổi gì? Cho đổi vàng tiếp nào. Nhiều vàng lắm. Ôi. Chỗ này hơi ít. Thế là nhiều rồi, chỉ quán này châm trước đi. Hơi ít. 1 phút 30 giây. Rồi, 1 phút 30 giây, ok luôn. Wow. 15 giây nữa nha. Hết giờ. Hết 15 giây. Rồi bên này có đổi máy đục không? Có đây. Đây rồi đây. Ở đây. Thế này nghi là vàng giả lắm. Không, mà thật ý. Đúng mãi được ấy. Rồi ok. Cục này cục to cho 2 phút. Rồi ok. Chủ quán ơi. Lại đổi vàng tiếp chủ quán ơi. Chỗ này nhiều phết đấy chủ quán ơi. Ít chứ mà nhiều. Mệt quá. 1 phút 30 giây. Lại 1 phút 30 giây. Thêm một tí đi chủ quán ơi. Thôi cho 2 phút. Rồi ok, 2 phút thì ok luôn. Thank you.
Chúng tôi đã đào hơn 5 tiếng rồi, bây giờ đã là hơn 6 giờ tối rồi nhưng mà vẫn chưa đội nào tìm thấy thỏi vàng các bạn ạ. Sáng đọc ăn mấy khoan này cũng không chưa tìm thấy các bạn ạ. Khoan gần hết rồi mà vẫn chưa tìm thấy. Bên này thì vẫn nguyên. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ thì cuối cùng tôi cũng đã tìm được cục vàng các bạn ơi. Đây chính là cục vàng của thử thách đề ra. Thì hiện tại là bây giờ là hơn 6 giờ tối lên nhìn nó không được rõ lắm. Nói chung là em tưởng cục vàng to lắm mà. Đấy đúng rồi, vậy là sáng là người chiến thắng rồi. Vinh là thua. Ui các bạn này cục vàng to thế. Lặng nhỉ. Vinh ơi em thua rồi. Cục vàng này bán sáng đấy dùng, nhỉ? Dùng máy đục gần hết cái cục bê tông luôn các bạn ạ. Đây, cục bê tông lúc nào nó cao lên tầm thế này cơ mà. Bây giờ đục gần hết cái cục bê tông này mới thấy luôn. Ok, chúc mừng sáng. Mẹ thật sáng. Sự các bạn ạ. Chúc mừng sáng nhá. Đây cục vàng đấy. Còn mẹ đục lâu quá. Thôi anh em mình okay. Bán nhá. Vậy là hoàn thành thử thách đào vàng trong tảng bê tông thì sáng là người chiến thắng nhá các bạn nhá. Thì tôi thấy cái đào vàng trong tảng bê tông cực kỳ khó luôn vì cái bê tông nó rất là rắn các bạn, đào rất là khó. Vậy là xong clip đào vàng trong tảng bê tông. Nếu mọi người thích thì mọi người cho tôi một like và đăng ký nhá. Cảm ơn các bạn xem clip. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Xin chào các bạn.